Hôm nay Văn Thanh sẽ đi vô đường ấp 2, 3A của xã Phước Lợi, huyện Bến Lức, tỉnh Long An để quay cho bà con mình cái nền giá 1,4 tỷ ở trong đây. Văn Thanh đang đứng ở trên cầu Long Khê, ở sông Long Khê. Ở bên này là địa phận của xã Long Khê, huyện Cần Đước, tỉnh Long An. Ở đây gần sông nên khí hậu rất là mát mẻ nha bà con. Còn khu vực bên đây là xã Phước Lợi, huyện Bến Lức, tỉnh Long An. Thì Văn Thanh sẽ chạy thẳng vô trong đây khoảng chừng cây số á, thì thẳng xuống rồi quẹo vô tay trái nha, đúng cây số. Ở đây bà con mình đi đầu đường, bà con mình sẽ thấy có cái bảng là đường ấp 2 3A, nó đường liên ấp đó, giữa hai ấp ấp 2 và ấp 3A. Mình đi xuống đây là địa phận của xã Phước Lợi, huyện Bến Lức, tỉnh Long An nha. Cái cầu này nó giao giữa hai xã, xã Phước Lợi với xã Long Khê. Đây mình đi vào đường bê tông này, đường này thì nó cho xe 6 tấn chạy vào nha. Đường ấp 2, 3A của xã Phước Lợi, huyện Bến Lức, tỉnh Long An. Đường mình thì được cán bê tông rồi, bê tông này chắc cũng khoảng lọt lòng 4 mét á. Còn hai bên còn lộ giới rất là rộng luôn, nhưng mà đang lọt lòng được có 4 mét thôi. Rồi đến đó Văn Thanh sẽ giới thiệu thêm cho bà con mình nha. Đất ngay đây nghe bà con, chạy vô bà con mình thấy có cái bảng hiệu là đường Tư Kép, trường mẫu giáo, thì lô đất mình nằm ngay lô gốc này luôn. Mặt tiền được 5 mét rưỡi, nở hậu là 8 mét 3, một cạnh là 10 17 mét, một cạnh là 18 mét. Đất mình quay về hướng nam nha. Chủ đang gửi là 1,4 tỷ thương lượng. Từ ở đây á, mình đi ra đường tỉnh lộ 835C khoảng cây số, rồi ra tỉnh lộ 835 cũng cây số. Đất mình thì gần cầu Bà Đắc, gần cầu Long Khê. Ra chợ Gò Đen khoảng chừng 3 cây hơn á. Ra quốc lộ 1A cũng khoảng 4 cây số nha. Văn Thanh nói những địa danh như vậy để bà con mình lên mạng Google Map á, để mình tìm, để mình biết được cái vị trí nó ở đây. Đất mình thì có cắm ranh hết rồi, có ranh có cọc đầy đủ hết nha. Đất này là đất sổ hồng riêng công chứng ngay. Theo cái clip này nè, bà con mình coi kỹ rồi bà con mình sẽ tự đi vào để mình coi trước nha. Ai có nhu cầu thì liên hệ với Văn Thanh số điện thoại 078 666 8368. Hai hẻm là đều xe tải, xe du lịch, xe ô tô gì đi được hết nha bà con. Ở đây thì gần sông Long Khê, mà trên mạng bà con mình sẽ thấy là sông Chị Yên đó. Đây rất rất là mát mẻ luôn. Đất mình là hướng nam. Đất của mình thì nền rất là cao ráo luôn. Khu vực này thì bao ngập lụt nha, gần kênh, gần rạch, gần sông. Bà con mình ghi lại số Zalo rồi Viber kết bạn với Văn Thanh nha. Số điện thoại là 078 666 8368.